Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Hàng ngàn thợ săn kho báu mạo hiểm đi tìm kho báu bị chôn vùi trong dãy núi Rocky, vùng hoang dã New Mexico, Mỹ hàng chục năm qua. Những cuộc khám phá mạo hiểm đó cuối cùng cũng đã kết thúc và đem lại kết quả thú vị khi tìm ra kho báu chứa đầy kim loại quý. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Forrest Fenn, một nhà sưu tầm nghệ thuật và cổ vật 89 tuổi, người khởi xướng cuộc tìm kiếm mới đưa ra thông báo cuối cùng. Ông chia sẻ kho báu nằm dưới thảm thực vật tươi tốt trong rừng rậm ở dãy núi Rocky và hoàn toàn không hề di chuyển so với hơn 10 năm trước. Tôi không biết ai đã tìm ra chúng, nhưng trong một bài thơ trong cuốn sách cũ của tôi đã đưa họ đến vị trí chính xác. Kho báu có giá trị ước tính hơn 1 triệu đô la. Đây được cho là cách mà Forrest Fenn đã truyền cảm hứng cho mọi người khám phá thiên nhiên và mang lại hy vọng cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái. Fenn ước tính rằng có tới 350.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã đi săn tìm kho báu. Một số bỏ công việc hiện tại để cống hiến cho cuộc săn lùng và một số thậm chí đã phải bỏ mạng trên cuộc hành trình. Forrest Fenn chia sẻ, tôi chúc mừng hàng ngàn người đã tham gia tìm kiếm và hy vọng họ sẽ tiếp tục được rút kinh nghiệm, tiếp tục chinh phục những khám phá khác. Trước đó cũng có nhiều cuộc săn lùng kho báu đã đi vào lịch sử, như là cây thánh giá của Tucker. Năm 1955, một nhà thám hiểm biển và thợ săn kho báu Teddy Tucker đã tình cờ tìm thấy một cây thánh giá vàng trong các cuộc tìm kiếm của mình ở Bermuda. Ban đầu thì Tucker không biết rằng cây thánh giá vàng 22 carat với ngọc lục bảo là vật duy nhất có giá trị nhất từng được phục hồi từ một vụ đắm tàu, và đó có thể là thuyền bơm San Pedro, Tây Ban Nha bị chìm vào năm 1594. Cây thánh giá vàng được đặt trong bảo tàng thủy cung ở Bermuda, nhưng vào năm 1975, người ta đã phát hiện ra rằng thập tự giá đã bị đánh cắp. Tucker bước vào bảo tàng và nhận thấy rằng tên trộm đã cẩn thận thay thế cây thánh giá trong hộp trưng bày bằng một bản sao bằng nhựa. Vật phẩm vô cùng quý giá này đã biến mất không một dấu vết và nó không bao giờ được tìm thấy nữa. Thứ tư là vòng cổ Patiala, Maharaja Sir Hubender Singh. Người đứng đầu Patiala Ấn Độ đã ủy thác được một chiếc vòng cổ được làm cho chính mình bởi hãng Cartier nổi tiếng từ Pháp. Chiếc vòng cổ này được sản xuất tại Paris vào năm 1928 để phô trương sự giàu có và sang trọng về mặt tinh thần cho Maharaja. Trang sức này chứa 2930 viên kim cương và nhiều viên hồng ngọc miếng điện quý giá. Chiếc vương miện của nó là viên De Dijers, lúc bấy giờ là viên kim cương lớn thứ 7 trên hành tinh, nặng 234 carat. Ông Hugh Bider qua đời vào năm 1938 và thật ngạc nhiên, chiếc vòng cổ xa xỉ đã biến mất vào năm 1948. Không ai biết về nơi ở của nó cho đến khi viên kim cương của De Dijers xuất hiện tại một cuộc đấu giá của Sotheby's ở Trevena. Một số bộ phận của vòng cổ cũng được phát hiện vào năm 1998 tại một cửa hàng trang sức cũ ở London. Nhưng mà những viên kim cương và hồng ngọc vẫn là một trong những kho báu bị mất tích bí ẩn. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!